Chào mừng bạn đã đến với YouTube của Tạp chí Nghe Việt Nam. Như bạn đã biết thì với những người thường xuyên sản xuất, thường xuyên edit video như mình thì việc sử dụng hai màn hình trên một PC là một điều tất yếu mà không thể nào mà thiếu được. Thiếu thì cũng được thôi, nhưng có cái là trong cái quá trình mà edit video thì sẽ preview nó hơi khó, bởi vì là khi đó sử dụng một màn hình, cái hình ảnh để cho các bạn preview nó sẽ nhỏ xíu lại, khiến chúng ta sẽ hơi khó khăn trong quá trình edit. Nên là mình đã quyết định thêm một cái màn hình Dell về để sử dụng song song với một cái màn hình LG của mình. Vậy thì với cái màn hình Dell SE2719HR này, nó có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu công việc mình hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về nó kỹ hơn một tí nhá. Đầu tiên về cái thiết kế của nó thì các bạn có thể thấy rằng là cái màn hình này, từ cái phần viền bên trên cho tới phần thiết kế chân đế bên dưới thì nó làm hoàn toàn từ nhựa. Và cái chân đế của nó thì cũng sẽ chỉ là một cái chân đế thông thường mà thôi. Các bạn sẽ không thể nào mà nâng cao lên hay là hạ thấp xuống giống như trên một số cái dòng Dell UltraSharp được. Nó sẽ chỉ trụ vững một cái chiều cao nhất định như thế này mà thôi. Nhưng tất nhiên thì các bạn vẫn có thể là nghiêng để có thể đổi góc cái màn hình này. Ví dụ như các bạn nghiêng nó lên hoặc các bạn nghiêng nó xuống, cúi đầu nó xuống một cách rất là dễ dàng, để khi các bạn có ngồi thấp hơn nó hay là bạn có ngồi cao hơn nó thì các bạn vẫn có thể nghiêng lên, nghiêng xuống, nhìn dễ hơn. Nói chung là như vậy. Cái tiếp theo nữa thì với cái màn hình Dell SE2719HR này thì các bạn cũng sẽ có những phần viền xung quanh được bao bọc vào khá là mỏng, và gần như thì mình cũng có thể nói rằng là thiết kế không viền mà tất cả những cái chiếc màn hình gần đây cũng đang đi theo cái xu hướng như thế này. Tất nhiên thì chúng ta cũng sẽ chỉ có hai phần viền bên và cái phần viền bên trên là mỏng nhất mà thôi. Còn phần viền bên dưới, do nó là nơi đặt panel điều khiển của LCD này và cũng như là nơi để chúng ta đặt control, các phím control của màn hình, thế nên rằng nó vẫn sẽ phải dày hơn viền của hai bên cũng như phần viền bên trên. Đây là một điều quá là bình thường và các bạn cũng rất dễ hiểu đúng không? Thế nhưng tuy nó dày nhưng nó lại vẫn mỏng hơn rất nhiều so với những cái màn hình khác. Ví dụ như cái màn hình LG mà mình đang dùng thì nó mỏng hơn, gần như là mỏng hơn gấp đôi so với cái màn hình bên này. Thế nên đây cũng sẽ là một cái điểm cộng giúp cho các bạn có một chiếc màn hình 27 inch nhưng vẫn sẽ có một thiết kế rất là sexy, rất là mỏng. Còn với cái cổng kết nối của màn hình Dell SE2719HR này thì chúng ta cũng sẽ chỉ có hai cổng kết nối cơ bản, đấy là cổng VGA cũng như là cổng HDMI mà thôi. Chúng ta lại không có cổng DVI và cũng như là chúng ta cũng sẽ không có cổng DisplayPort. Nói chung rằng là với cái màn hình này thì mình thấy nó vẫn sẽ thiên về những cái nhu cầu sử dụng văn phòng nhiều hơn. Thế nên ở phân khúc tầm giá hơn 5 triệu mà các bạn yêu cầu một chiếc màn hình nó phải có nhiều cổng kết nối hơn thì có lẽ Dell SE2719HR nó sẽ không thể làm được điều này. Nó không thể đáp ứng được cho bạn cái nhu cầu là như thế, và cũng như là chúng ta cũng sẽ không được tích hợp loa ở bên trên màn hình. Xem ở ngay cái sườn video này thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình quay ở một góc nghiêng cực kỳ là nghiêng luôn thì cái màu sắc của màn hình cũng gần như là không bị thay đổi. Thì đây mình nghĩ nó là một cái điểm cực kỳ mạnh của cái màn hình Dell SE2719HR ở phân khúc tầm giá là hơn 5 triệu như thế này. Nó mang lại chúng ta một góc nhìn siêu rộng. Và với mục đích của mình khi mà sử dụng cái màn hình Dell SE2719HR này để edit video thì tất nhiên mình đã phải mang nó đi cân lại màu, dẫu biết rằng là cái màu gốc của nó cũng đã khá là chuẩn rồi khi mà mình so sánh cái màu này với cái màu ở trên màn hình của chiếc iPhone 10, là một trong những chiếc máy được đánh giá là có cái màu sắc màn hình rất là chuẩn, thì nó không chênh nhiều. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng sẽ phải cân lại để có một cái màu sắc là chuẩn nhất. Mình có một cái mà mình cũng rất thích trên cái màn hình này nữa, đấy là về khả năng mở rộng cái giải dynamic. Nó có một tính năng đấy là dynamic contrast, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể đẩy cao được cái giải tương phản cũng như là nó đẩy cao độ sáng lên, giúp cho các bạn có thể sử dụng dễ hơn trong những cái điều kiện môi trường như kiểu ánh sáng gắt, hoặc là các bạn có sử dụng nó ở ngoài trời thì màn hình này vẫn mang lại chúng ta một chất lượng hiển thị là ngon hơn so với những chiếc màn hình khác không có tính năng này. Nó cũng sẽ có thêm một cái tính năng đấy là comfort cái gì ạ, mình quên mất cái tên cái tính năng đấy rồi, nhưng mà nó sẽ giúp giảm ánh sáng xanh để cho các bạn khi mà làm việc văn phòng thì cái lượng ánh sáng xanh nó bị hạn chế đi, nó đỡ gây cho chúng ta mỏi mắt. Và bên cạnh những ưu điểm như vậy thì tất nhiên cái màn hình Dell SE2719HR này nó cũng sẽ có những nhược điểm nhất định, bởi vì là không có một cái gì có thể hoàn hảo được. Màu sắc màn hình, độ tương phản các thứ thì mình nói nó rất là ok như vậy, nhưng mà một điểm trừ trên màn hình này, trên phần LCD, đấy là nó sẽ có một cái lớp giống kiểu lớp sương mờ nhẹ đấy. Cái thứ hai nữa đấy là với cái màn hình Dell SE2719HR này thì cái nguồn của nó sẽ là nguồn tích hợp bên trong chứ nó không phải là một adapter rời. Thế nên trong cái quá trình mà sử dụng, ví dụ như là nó bị hỏng hóc, nó bị trục trặc hay là nhà của bạn bị sự cố về điện thì nhỡ may nó làm ảnh hưởng đến nguồn của cái màn hình thì chúng ta cũng sẽ phải mang màn hình đi để thay thế nguồn bên trong, chứ không thể nào mà thay thế một cục nguồn rời bên ngoài ra được. Thì đấy cũng là một thứ nữa mà mình cảm thấy là nó hơi bất tiện trên cái màn hình Dell SE2719HR này. Nhưng tổng quát lại thì màn hình Dell SE2719HR nó vẫn là một cái màn hình cực kỳ tốt để phục vụ cho các bạn những nhu cầu công việc như là văn phòng, bởi vì nó sẽ có một cái tính năng về lọc ánh sáng xanh giúp cho các bạn không bị mỏi mắt trong quá trình sử dụng. Cái thứ hai đấy là nó có tính năng đẩy giải tương phản để giúp cho các bạn có thể dễ dàng hơn khi mà sử dụng ở những điều kiện ánh sáng gắt. Thứ ba đấy, chúng ta cũng sẽ có một số
số cái cổng kết nối nó khá là phổ biến hiện nay, đây là HDMI cũng như VGA. Nhiều cái màn hình máy tính như mình thấy á, thì nó sẽ loại bỏ đi cổng VGA, thay vào đấy thì nó sẽ trang bị lên cổng HDMI này, cổng DVI và cũng như là cổng DisplayPort, khiến cho nhiều cái cây PC văn phòng không cả màn hình cực kỳ khó khăn để kết nối tới những cái màn hình đó. Thế nên rằng cái cổng VGA vẫn được giữ trên cái màn hình này thì đây có lẽ nó cũng sẽ là một điểm mạnh. Và cuối cùng đấy là phần chân đế của cái màn hình này, vì nó cũng sẽ có một cái lỗ giúp cho các bạn có thể đi dây một cách gọn gàng hơn khi mà để cái màn hình ở trên mặt bàn. Và đấy là những chia sẻ của mình về cái màn hình Dell SE2719HR qua một thời gian mà mình sử dụng. Các bạn thấy sao về cái màn hình này ở phân khúc tầm giá là hơn 5 triệu? Xin comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và cũng như là ở trong tầm giá này các bạn có một cái sự lựa chọn, một option màn hình nào ngon hơn hay không thì hãy chia sẻ để mình mua chính thức nhé, chứ không phải đi mượn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.